Con từng hỏi mẹ, vì sao lại đặt tên con là An? Bởi vì An là niềm hạnh phúc lớn nhất, là ước mơ của cuộc đời ai cũng mong mỏi. An, để con được lớn lên giữa một không gian tinh khiết, trong lành. An, để con biết yêu màu xanh của cây lá, biết trân quý vẻ đẹp một đóa hoa, biết rằng âm nhạc không chỉ phát ra từ chiếc điện thoại của mẹ hay tivi của bố. Âm nhạc cũng là gió hiu hiu thổi, là chim hót líu lo. Theo vòng quay thời gian giữa nhịp sống bộn bề, An, để cuộc đời con được chở che qua bão giông sóng gió, để mỗi ngày con mãi nở nụ cười rạng rỡ. Để con được vui chơi giữa cộng đồng dân cư văn minh, thân thiện. Để con hiểu được tình người ấm áp. An, để con được tận hưởng tiện ích trọn vẹn cuộc sống muôn màu, khám phá thế giới theo cách của riêng con. An, là ước nguyện lớn nhất của cha mẹ, là nâng niu chắt chiu cả cuộc đời để an cư lạc nghiệp. Để con trưởng thành, chắp cánh tung bay vào tương lai sáng lạn. Có nhiều chốn để đi, nhưng chỉ có một tổ ấm để về. An, là món quà cha mẹ dành trọn cho con, theo con suốt cuộc đời. An lành, trao con trọn an lành.